Hôm nay tôi lại gửi đến cho anh em một vài cái món đồ chơi được khẳng định với anh em luôn, anh em săn tìm cái thị trường Việt Nam hiện nay anh em này. Cái hàng này nó không với bát đĩa quân vị anh em, để tôi sóc cho một vài tiếng này. Bát đĩa quân vị mình không luồn vào anh em này, lại anh em này. Không thể sai được anh em. Ba trắng này. Tiếp này. Đĩa bát quân mình không liên quan, anh em nên thử hàng tôi cầm đồ đạc lên chắn này. Anh em cứ tử đen này, chuẩn xác này, một vài tay nữa này. Vị nào được anh em nhá. Cả con là cái đều chơi rất ok. Lẻ này. Chuẩn xác này, ba trắng này. Đồ đạc chuẩn chỉ, tay nữa này. Bán hàng với tiêu chí uy tín là vàng, sẽ có một phiếu bảo hành cho anh em đổi mới 1 tháng và bảo hành miễn phí 1 năm. Tiếng này lẻ anh em này. Chuẩn xác ba đen anh em này. Đây một phiếu bảo hành đầy đủ công ty của tôi. Có trung tâm bảo hành chính hãng anh em nhá, ở đường 26 đường Mỹ Đình anh em này. Bây giờ tôi sẽ sóc cho anh em cái vị gọi là cái vị Thăng Long anh em nhá. Nhặt cho anh em một vài cái vị Thăng Long để anh em kiểm chứng cho anh em là đồ chơi nó có ok không. Vị cắt to cắt nhỏ nó rất là ok. Bát đĩa mình không luồn vào. Thời điểm của năm ngoái đánh cái bát hình đĩa khiển đĩa chiều nó rất là chuẩn chỉ rồi, nhưng năm nay thắng ra một cái siêu phẩm mới này, lẻ này. Tất cả các thông tin chi tiết anh em gọi trực tiếp số điện thoại trên màn hình anh em nhé. Tiếp này, chẵn này, không thể sai được anh em này. Chấp đôi này. Tiếp này, cho anh em một tay nữa anh em nhé. Các loại vị đều chơi được. Villa Thăng Long chắn đóm bài thuốc, tiếng này khẳng định lẻ này anh em này. Ba trắng anh em nhé, chuẩn xác. Thì vừa rồi tôi trực tiếp đánh vài ba tay, đó là cái máy A88 anh em này. Cái hàng này là cao cấp tinh vi bậc nhất hiện nay, chỉ to hai ngón tay thôi. Em ngụy trang ống chân ống đồng túi quần túi áo, đây cái bệ quét 360 độ, nó quét tất cả các loại mặt quân vị từ Villa Thăng Long chắn đóm bài thuốc anh em này. Tôi sẽ quy hộp cho anh em một bộ sản phẩm anh em này. Anh em mua hàng tôi sẽ được một phiếu hành đổi mới 1 tháng và 1 năm anh em nhé. Đây là cái máy con A88 này anh em này, đẳng cấp chuẩn chỉ chính hãng. Một dây cáp này, một sách hướng sử dụng này, chữ tín là vàng rồi, nên anh em yên tâm về cái chất lượng đánh giá một cái sản phẩm cao cấp. Cách chơi cách sử dụng ra làm sao, ví dụ anh em sân chơi anh em người ta chơi cái vị bài đi, đây ví dụ là cái vị bài chơi sân chơi, còn đây là cái vị bài anh em lập trình ở nhà. Ở trong kênh YouTube của tôi có tất cả các loại vị rồi, từ Villa hay Thăng Long hay chắn đóm, thì bây giờ tôi sẽ làm em cái vị bài, cách sử dụng ra làm sao tôi sấn vị luôn để đỡ mất thời gian của anh em nhé. Cắt vị luôn này, cắt to cắt nhỏ là rất ok, cự ly đánh 3 mét anh em nhé. Đấy, 4 vị của sân chơi nhà chơi hay là người ta góp vị anh em này, kể cả người ta góp vị luôn. Bây giờ tôi cắt cho thêm vị cho anh em để anh em lựa chọn. Trong video không có cắt ghép hay giản dựng anh em nhé. Rồi tôi cắt cho anh em mỗi loại đôi ba cái cho anh em có thể nhặt thoải mái ra. Rồi mình lấy ngẫu nhiên cho anh em để cho anh em 4 cái lại đây. Rồi đây là cái vị anh em lập trình ở nhà biết nhà chơi cái vị, tất cả loại gáy của cái mặt bài này nó sẽ giống nhau anh em nhé. Thì em lưu ý thu là thu cái mặt gáy, không thu mặt đằng trước, hay vị Thăng Long hay vị Villa hay vị đóm chắn đều thu cái mặt gáy quân vị anh em nhá. Cái hàng này là máy đẳng cấp nhất hiện nay, cách chơi cái sử dụng này có công tắc này anh em này, gạt nó lên này anh em nhá, gạt một lớp lên này, tất cả các thông tin chi tiết anh gọi trực tiếp số điện thoại trên màn hình, có lớp em bấm lên này. Rồi em đặt trực tiếp cái máy A88 cái vị bài lên cái A88 này anh em này, sau 5 đến 10 giây máy sẽ báo rung anh em này. À, tôi gạt lại đây này. Rồi tôi sẽ bấm lại gạt vào này. Rồi đã báo rung rất chuẩn chỉ rồi, tôi sẽ gạt lên để đánh anh em này. Rồi bây giờ tôi sẽ để trực tiếp là cái đĩa này để cùng cảm nhận nhịp rung. Cái bệ quét 360 độ, quét tất cả các dữ liệu đều rất chuẩn xác anh em nhé. Đây là vị sân chơi đang chơi sân chơi, mình không liên quan này anh em này. Bát đĩa quân vị là xanh chín, lên từ hàng cầm đồ đạc bát đĩa đi, không liên quan bất kể cái gì cả. Đấy, cái máy A88 là đồ chơi đẳng cấp nhất, cao cấp tinh vi bậc nhất hiện nay. Nó quét mặt quân vị anh em nhé. Một này, một là lẻ anh em này, chuẩn xác này. Bên tôi sẽ bật tín hiệu lên để cho nó thu xa hơn nữa anh em này. Sau khi đã rung một nhịp đo chuẩn rồi, bây giờ tôi sẽ trực tiếp lên một này, lẻ này anh em thấy không, ba đen anh em nhé. Vào sân chơi thì gạt công tắc lên là chơi thôi. Đặt xuống này, một này, tiếp tục cầu lẻ này, ba trắng anh em này, không thể sai được anh nhá. Tiếp này, sóc mạnh hay dài tay hay ngắn tay đều rất ok, một này. Tiếp bẹt lẻ 50 triệu lẻ này anh em này, không thể sai được nhá, ba trắng. Tiếp này, đồ chơi đi chơi là hiệu quả nhất, công nghệ 4.0 rồi, không ai đánh xanh chí hoài luôn bát đĩa quân vị nữa, khẳng định với em luôn. Tiếng này nó lẻ em này, ba trắng đi ba đen anh em nhá, cho anh em hai tay cuối. Đồ đạc máy móc rất chuẩn chỉ, bán hàng bảo hành 1 năm, đổi mới 1 tháng. Bạc đã đi chẵn anh em này.
sấp đôi này. Anh em tiếp này, đồ chơi an toàn kín đáo bảo mật, cứ đi đánh 3 mét thì trắng chơi đồng đồng chung một túi áo, bẹt cầu chắn này 50 triệu chắn này. Tiếp sấp đôi này, tay cuối cùng anh em tôi sóc dài một chút này, ai cầm cái sóc cái được cứ đi đánh xa nhất 3 mét. Một này, bẹt cầu à, thì cái đi lẻ em này, tôi đánh 1 tỷ lẻ này, anh em không thể sai được em nhá. Khẳng định với em luôn, chuẩn chỉ chính xác, an toàn kín đáo, em alo trực tiếp xuống lại trên màn hình. Tôi bán tất cả đồ của bạc bịp, máy bài chính áp tròng, bầu cua, tài xỉu, hack game, dạy bài thấy không? Không chơi anh em tắt đi này. Đây là cái chân sạc của nó anh em này. Sạc trực tiếp điện 220V anh em nhá. Đây bệ quét của nó đây. Anh em mua đồ của bạc bịp hay là máy đánh bài chính áp tròng, bầu cua, tài xỉu, hack game, dạy bài thấy không? Em qua bến xe đi Hà Nội, khu vực Sài Gòn anh qua bến xe Đông. Cơ sở tôi cạnh cổng bến rồi để anh em thuận tiện đi lại. Ở xa thì gửi điện được xe khách, xe ca, được xe đò cho anh em. Cảm ơn em theo dõi clip của tôi. Bát đĩa quân vị xanh chín anh em nha. Sẽ có phiếu hoành cho anh em. Đổi mới 1 tháng và bảo hành miễn phí 1 năm từ trung tâm bảo hành chính hãng. Cảm ơn anh em. Hôm nay tôi lại gửi đến cho anh em một vài cái món đồ chơi được khẳng định với anh em luôn, anh em săn tìm cái thị trường Việt Nam hiện nay anh em này. Cái hàng này nói không với bát đĩa quân vị anh em nha. Để tôi sóc cho một vài tiếng này. Bát đĩa quân vị mình không luồn vàng anh em này. Lẻ anh em này. Không thể sai được anh em nha. Ba trắng này. Tiếp này. Đĩa bát quân mình không liên quan, anh em nên thử hàng tôi cầm đồ đạc lên chắn này. Anh em tứ tử đen này, chuẩn xác này, một vài tay nữa này. Vị lạ được anh em nhá. Cả con là cái đều chơi rất ok. Lẻ này. Chuẩn xác này, ba trắng này. Đồ đạc chuẩn chỉ, tay nữa này. Bán hàng với tiêu chí uy tín là vàng, sẽ có một phiếu hành cho anh em đổi mới 1 tháng và bảo hành miễn phí 1 năm. Tiếng này lẻ anh em này. Chuẩn xác ba đen anh em này. Đây một phiếu hành đầy đủ công ty của tôi. Có trung tâm bảo hành chính hãng anh em nhá, ở đường 26 đường Mỹ Đình anh em này. Bây giờ tôi sẽ sóc cho anh em cái vị gọi là cái vị Thăng Long anh em nhá, nhặt cho anh em một vài cái vị Thăng Long để anh em kiểm chứng cho anh em là đồ chơi nó có ok không. Vị cắt to cắt nhỏ nó rất là ok, bát đĩa mình không luồn vào. Cái thời điểm của năm ngoái đánh cái bát hình đĩa khiển đĩa chiều nó rất là chuẩn chỉ rồi, nhưng năm nay thắng ra một cái siêu phẩm mới này, lẻ này. Tất cả các thông tin chi tiết anh em gọi trực tiếp xuống lại trên màn hình anh em nhé. Tiếp này, chẵn này, không thể sai được anh em này, sấp đôi này. Tiếp này, cho anh em một tay nữa anh em nhé. Các loại vị đều chơi được, Villa, Thăng Long, chắn đóm bài thuốc, tiếng này khẳng định nẻ này anh em này, ba trắng anh em nhé, chuẩn xác. Thì vừa rồi tôi trực tiếp đánh vài ba tay, đó là cái máy A88 anh em này. Cái hàng này là cao cấp tinh vi bậc nhất hiện nay, chỉ to 2 ngón tay thôi. Em ngụy trang ống chân ống đồng túi quần túi áo, đây cái bệ quét 360 độ, nó quét tất cả các loại mặt quân vị từ Villa, Thăng Long, chắn đóm bài thuốc anh em này. Tôi sẽ quy hộp cho anh em một bộ sản phẩm anh em này. Anh em mua hàng tôi sẽ được một phiếu hành đổi mới 1 tháng và 1 năm anh em nhé. Đây là cái máy con A88 này anh em này, đẳng cấp chuẩn chỉ chính hãng. Một dây cáp này, một sách nữa sử dụng này, chữ tín là vàng rồi nên anh em yên tâm về cái chất lượng, đánh giá một cái sản phẩm cao cấp. Cách chơi, cách sử dụng ra làm sao? Ví dụ anh em sân chơi, anh em người ta chơi cái vị bài đi. Đây ví dụ là cái vị bài chơi sân chơi, còn đây là cái vị bài anh em lập trình ở nhà. Ở trong kênh YouTube của tôi có tất cả các loại vị rồi, từ Villa hay Thăng Long hay chắn đóm, thì bây giờ tôi sẽ làm cho em cái vị bài. Cách sử dụng ra làm sao, tôi sấn vị luôn để đỡ mất thời gian của anh em nhá. Cắt vị luôn này. Cắt to cắt nhỏ là rất ok, cự ly đánh 3 mét anh em nhá. Đấy 4 vị của sân chơi nhà chơi. Hay là người ta góp vị anh em này. Kể cả người ta góp vị luôn, bây giờ tôi cắt cho thêm vị cho anh em để anh em lựa chọn. Trong video không có cắt ghép hay giản dựng anh em nhá. Rồi, tôi cắt cho anh em mỗi loại đôi 3 cái, cho anh em có thể nhặt thoải mái ra. Rồi. Rồi, lấy ngẫu nhiên cho anh em, để cho anh em 4 cái lại đây. Rồi. Đây là cái vị anh em lập trình ở nhà. Biết nhà chơi cái vị, tất cả loại gáy của cái mặt bài này nó sẽ giống nhau anh em nhá. Thì em lưu ý, thu là thu cái mặt gáy, không thu mặt đằng trước, hay vị Thăng Long, hay vị Villa, hay vị đóm chắn đều thu cái mặt gáy quân vị anh em nhá. Cái hàng này là máy đẳng cấp nhất hiện nay, cách chơi cái sử dụng này có công tắc này. Anh em này, gạt nó lên này. Anh em nhá, gạt một lớp lên này. Tất cả các thông tin chi tiết anh gọi trực tiếp số điện thoại trên màn hình. Có lúc em bấm lên này. Rồi, em đặt trực tiếp cái máy A88, cái vị bài lên cái A88 này. Anh em này. Sau 5 đến 10 giây máy sẽ báo rung. Anh em này, à, tôi gạt lại đây này. Rồi, tôi sẽ bấm lại gạt vào này. Rồi, đã báo rung rất chuẩn chỉ rồi. Tôi sẽ gạt lên để đánh anh em này. Rồi, bây giờ tôi sẽ để trực tiếp là cái đĩa này. Để cùng cảm nhận nhịp rung, cái bệ quét 360 độ, quét tất cả các dữ liệu đều rất chuẩn xác anh em nhé. Đây là vị sân chơi đang chơi sân chơi, mình không liên quan này anh em này. Bát đĩa quân vị là xanh chín. Lên từ hàng cầm đồ đạc bát đĩa đi. Không liên quan bất kể cái gì cả. Đấy, cái máy A88 là đồ chơi đẳng cấp nhất, cao cấp tinh vi bậc nhất hiện nay. Nó quét mặt quân vị,
anh em nhé. Một này, một là lẻ anh em này, chuẩn xác này. Bây giờ sẽ bật tín hiệu lên để cho nó thu xa hơn nữa anh em này. Sau khi đã rung một nhịp đo chuẩn rồi, bây giờ tôi sẽ trực tiếp lên một này, lẻ này, anh em thấy không? Ba đen anh em nhé. Vào sân chơi thì cả công tắc lên là chơi thôi. Đặt xuống này, một này, tiếp tục cầu lẻ này, ba trắng anh em này, không thể sai được anh nhá. Tiếp này, sóc mạnh hay dài tay hay ngắn tay đều rất ok. Một này, tiếp bẹt lẻ 50 triệu lẻ này em này, không thể sai được nhá. Ba trắng. Tiếp này, đồ chơi đi chơi là hiệu quả nhất, công nghệ 4.0 rồi, không ai đánh xanh trí, không ai luồn bát đĩa quân vị nữa. Khẳng định với em luôn, tiếng này nó lẻ em này. Ba trắng đi, ba đen em nhá. Cho em hai tay cuối. Đồ đạc máy móc rất chuẩn chỉ, bán hàng bảo hành 1 năm, đổi mới 1 tháng. Bạc đã đi chẵn anh em này. Sấp đôi này. Anh em tiếp này. Đồ chơi an toàn kín đáo bảo mật, cứ đi đánh 3 mét thủy trắng chơi đồng đồng trong quần túi áo. Bẹt cầu chẵn này, 50 triệu chẵn này. Tiếp sấp đôi này, tay cuối cùng anh em tôi sóc dài một chút này. Ai cầm cái sóc cái được, cứ đi đánh xa nhất 3 mét. Một này. Bẹt cầu à, tôi đi lẻ anh em này, tôi đánh 1 tỷ lẻ này. Không thể sai được em nhé. Khẳng định với em luôn, chuẩn chỉ chính xác, an toàn kín đáo. Em alo trực tiếp xuống lại trên màn hình. Tôi bán tất cả đồ của bạc bịp, máy bài kính áp tròng, bầu cua, tài xỉu, hack game, dạy bài thấy không. Không chơi anh em tắt đi này. Đây là cái chân sạc của nó anh em này. Sạc trực tiếp điện 220V anh em nhé. Đây bệ quét của nó đây. Anh em mua đồ của bạc bịp hay là máy đánh bài kính áp tròng, bầu cua, tài xỉu, hack game, dạy bài thấy không, em qua bến xe đi Hà Nội, khu vực Sài Gòn, anh qua bến xe Đông. Cơ sở tôi cạnh cổng bến rồi để anh em thuận tiện đi lại. Ở xa thì gửi điện được xe khách, xe ca, được xe đò cho anh em. Cảm ơn anh em theo dõi clip của tôi. Bát đĩa quân vị xanh chín anh em nha. Sẽ có phiếu hoành cho anh em, đổi mới 1 tháng và bảo hành miễn phí 1 năm từ trung tâm bảo hành chính hãng. Cảm ơn anh em. Hôm nay tôi lại gửi đến cho anh em một vài cái món đồ chơi được khẳng định với anh em luôn, anh em săn tìm cái thị trường Việt Nam hiện nay anh em này. Cái hàng này nói không với bát đĩa quân vị anh em nha. Để tôi sóc cho một vài tiếng này. Bát đĩa quân vị mình không luồn vàng anh em này, lẻ anh em này. Không thể sai được anh em nhá. Ba trắng này. Tiếp này, đĩa bát quân mình không liên quan, anh em nên thử hàng. Tôi cầm đồ đạc lên chẵn này anh em, tứ tử đen này, chuẩn xác này. Một vài tay nữa này, vị lạ được anh nhá. Cả con là cái đều chơi rất ok. Lẻ này, chuẩn xác này. Ba trắng này, đồ đạc chuẩn chỉ. Tay nữa này, bán hàng với tiêu chí uy tín là vàng, sẽ có một phiếu hành cho anh em, đổi mới 1 tháng và bảo hành miễn phí 1 năm. Tiếng này lẻ anh em này, chuẩn xác ba đen anh em này. Đây một phiếu hành đầy đủ công ty của tôi. Có trung tâm bảo hành chính hãng anh em nhá. Ở đường 26 đường Mỹ Đình anh em này. Bây giờ tôi sẽ sóc cho anh em cái vị gọi là cái vị Thăng Long anh em nhá. Nhặt cho anh em một vài cái vị Thăng Long để anh em kiểm chứng cho anh em là đồ chơi nó có ok không. Vị cắt to cắt nhỏ nó rất là ok. Bát đĩa mình không luồn vào. Cái thời điểm của năm ngoái đánh cái bát hình đĩa khiển đĩa chiều nó rất là chuẩn chỉ rồi, nhưng năm nay thắng ra một cái siêu phẩm mới này, lẻ này. Tất cả các thông tin chi tiết anh em gọi trực tiếp xuống lại trên màn hình anh em nhé. Tiếp này, chẵn này, không thể sai được anh em này. Sấp đôi này. Tiếp này, cho anh em một tay nữa anh em nhé. Các loại vị đều chơi được. Villa, Thăng Long, chắn đóm, bài thuốc, tiếng này khẳng định nẻ này anh em này. Ba trắng anh em nhé, chuẩn xác. Thì vừa rồi tôi trực tiếp đánh vài ba tay, đó là cái máy A88 anh em này. Cái hàng này là cao cấp tinh vi bậc nhất hiện nay, chỉ to hai ngón tay thôi. Em ngụy trang ống chân ống đồng túi quần túi áo, đây cái bệ quét 360 độ, nó quét tất cả các loại mặt quân vị từ Villa, Thăng Long, chắn đóm, bài thuốc anh em này. Tôi sẽ quy hộp cho anh em một bộ sản phẩm anh em này. Anh em mua hàng tôi sẽ được một phiếu hành đổi mới 1 tháng và 1 năm anh em nhé. Đây là cái máy con A88 này anh em này, đẳng cấp chuẩn chỉ chính hãng. Một dây cáp này, một sách hướng sử dụng này, chữ tín là vàng rồi, nên anh em yên tâm về cái chất lượng, đánh giá một cái sản phẩm cao cấp. Cách chơi, cách sử dụng ra làm sao? Ví dụ anh em sân chơi, anh em người ta chơi cái vị bài đi. Đây ví dụ là cái vị bài chơi sân chơi, còn đây là cái vị bài anh em lập trình ở nhà. Ở trong kênh YouTube của tôi có tất cả các loại vị rồi, từ Villa hay Thăng Long hay chắn đóm, thì bây giờ tôi sẽ làm em cái vị bài. Cách sử dụng ra làm sao, tôi sấn vị luôn để đỡ mất thời gian của anh em nhá. Cắt vị luôn này. Cắt to cắt nhỏ là rất ok, cự ly đánh 3 mét anh em nhá. Đấy 4 vị của sân chơi người ta chơi. Hay là người ta góp vị anh em này. Kể cả người ta góp vị luôn, bây giờ tôi cắt cho thêm vị cho anh em để anh em lựa chọn. Trong video không có cắt ghép hay giản dựng anh em nhé. Rồi tôi cắt cho anh em mỗi loại đôi ba cái cho anh em có thể nhặt thoải mái ra. Rồi mình lấy ngẫu nhiên cho anh em, để cho anh em 4 cái lại đây. Rồi đây là cái vị anh em lập trình ở nhà, biết nhà chơi cái vị. Tất cả loại gáy của cái mặt bài này nó sẽ giống nhau anh em nhé. Thì em lưu ý thu là thu cái mặt gáy, không thu mặt đằng trước, hay vị Thăng Long hay vị Villa hay vị đóm chắn đều thu cái mặt gáy quân vị anh em nhé. Cái hàng này là máy
đẳng cấp nhất hiện nay, cách chơi sử dụng này, có công tắc này, anh em này, gạt nó lên này, anh em nhé, gạt một lớp lên này, tất cả các thông tin chi tiết anh gọi trực tiếp số điện thoại trên màn hình, có lớp em bấm lên này, rồi em đặt trực tiếp cái máy A88 cái vị bài lên cái A88 này, anh em này, sau 5 đến 10 giây máy sẽ báo rung, anh em này, à, tôi gạt lại đây này, rồi tôi sẽ bấm lại gạt vào này. Rồi, đã báo rung rất chuẩn chỉ rồi. Tôi sẽ gạt lên để đánh anh em này. Rồi, bây giờ tôi sẽ để trực tiếp là cái đĩa này để cùng cảm nhận nhịp rung. Cái bệ quét 360 độ, quét tất cả các dữ liệu đều rất chuẩn xác anh em nhé. Đây là vị sân chơi đang chơi, sân chơi mình không liên quan này anh em này. Bát đĩa quân vị là hoàn xanh chín. Lên từ hàng cầm đồ đạc bát đĩa đi. Không liên quan bất kể cái gì cả. Đấy, cái máy A88 là đồ chơi đẳng cấp nhất, cao cấp tinh vi bậc nhất hiện nay. Có quét mặt quân vị anh em nhé, một này, một là lẻ anh em này, chuẩn xác này. Bên sẽ bật tín hiệu lên để cho nó thu xa hơn nữa anh em này. Sau khi đã rung một nhịp đo chuẩn rồi, bây giờ tôi sẽ trực tiếp lên một này, lẻ này, anh em thấy không, ba đen anh em nhé. Vào sân chơi thì cả công tắc lên là chơi thôi, đặt xuống này, một này, tiếp tục cầu lẻ này, ba trắng anh em này, không thể sai được anh nhá. Tiếp này, sóc mạnh hay dài tay hay ngắn tay đều rất ok, một này, tiếp bẹt lẻ 50 triệu lẻ này em này, không thể sai được nhá, ba trắng. Tiếp này, đồ chơi đi chơi là hiệu quả nhất, công nghệ 4.0 rồi, không ai đánh xanh trí hoài luôn bát đĩa quân vị nữa, khẳng định với em luôn, tiếng này nó lẻ em này. Ba trắng đi, ba đen em nhá, cho em hai tay cuối. Đồ đạc máy móc rất chuẩn chỉ, bán hàng bảo hành 1 năm, đổi mới 1 tháng. Bạc đã đi chẵn anh em này. Sấp đôi này. Anh em tiếp này. Đồ